Xin chào các thầy cô, sau đây xin hướng dẫn các thầy cô cách soạn giáo án PowerPoint siêu tốc để phục vụ cho mùa dịch Covid. Tất nhiên những nội dung này sẽ không sử dụng được cho quá trình chúng ta đi hội giảng hoặc làm những cái cuộc thi. Đây là chỉ hướng dẫn các thầy cô để dùng siêu tốc trong cái thời Covid chúng ta soạn cho nhanh thôi, bởi vì mỗi thầy cô phải soạn rất nhiều cái nội dung. Trước tiên thì các thầy cô phải tải cái nội dung, ví dụ sách giáo khoa hoặc những cuốn sách tham khảo mà chúng ta cần lấy tư liệu ở dạng PDF. Ví dụ sách giáo khoa toán 9 tôi đang hiển thị trên màn hình, thì cái này chúng ta tải trên mạng cực kỳ dễ. Sau đó chúng ta chú ý một cái chức năng rất là quan trọng trong cái phần mềm PDF mà nhiều thầy cô cũng chưa để ý. Thì các thầy cô sẽ nhấn vào Home. Sau khi nhấn vào Home thì nó có một cái biểu tượng mà đó là hình chụp ảnh snapshot này. Các thầy cô nhấn vào đây. Đấy. Sau khi nhấn vào đó thì các thầy cô, ví dụ mình dạy bài xoắn 7 vị trí tương đối một đường tròn, thì chúng ta tiến hành là cắt cái nội dung này. Đấy, như vậy là chúng ta đã cắt xong. Sau đó ta sang PowerPoint, chúng ta tiến hành dán vào và chúng ta đặt lên vị trí mong muốn của mình. Như vậy chúng ta đã có tên đầu bài. Tiếp theo chúng ta muốn cắt nội dung khác, tôi lấy ví dụ chúng ta cắt cái câu hỏi đặt vấn đề. Sau đó ta sang PowerPoint, chúng ta dán vào như vậy. Sau đó lại sang đây cắt nội dung thứ nhất, chúng ta dán vào, lại sang bên này phần hỏi chấm 1 chúng ta lại cắt. Sau đó sang bên PowerPoint, chúng ta dán vào. Sau đó chúng ta chỉ việc làm hiệu ứng như bình thường. Như vậy chúng ta sẽ có thể làm một bài giảng trên PowerPoint trong thời gian rất là ngắn, đặc biệt hữu ích cho các bạn làm môn toán. Ví dụ có những hình vẽ ở trên đường tròn như thế này mà chúng ta vẽ lại thì cực kỳ mất thời gian. Do đó chúng ta chỉ việc cắt sang bên đây, chúng ta dán vào. Đấy, ví dụ như vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ có một cái thể soạn PowerPoint rất là nhanh và độ chính xác rất cao, bởi vì khi chúng ta cắt dán từ sách PDF người ta đã scan sẵn trên mạng thì nội dung nó rất là chuẩn, không hề sai sót gì. Cái việc làm này thì rất đơn giản nhưng vô cùng hữu ích cho đối với giáo viên toán, lý hóa hoặc là giáo viên tiếng Anh. Cái nội dung rất dài, ta có thể download quyển sách PDF mà có nhiều nội dung mà chúng ta cũng muốn cắt từng đoạn một để đưa sang bên PowerPoint thì cực kỳ nhanh. Và chúng ta có thể làm các cái nội dung slide rất là nhanh chóng. Ngoài ra chia sẻ thầy cô một vấn đề nữa trong môn toán, đó là việc chúng ta khi copy cái nội dung môn toán sang PowerPoint thì cái phần chữ và phần ký hiệu nó bị tách ra thành hai phần khác nhau và chúng ta lại phải dùng liên kết để liên kết lại. Đồng thời cái việc sửa trên PowerPoint rất khó khăn, thì các thầy cô cũng quan tâm một cái chức năng nữa, khi mà dán vào trong PowerPoint thì chúng ta sẽ vẫn sửa được mà rất nhanh chóng, sẽ nguyên cả mảng không bị rời. Ví dụ ở đây tôi có một cái nội dung như ở chỗ này, thì chúng ta sẽ tiến hành bôi đen cả cái đoạn này. Ví dụ chúng ta muốn một cái nội dung này sang PowerPoint thì nó vẫn còn nguyên dạng cả cái đám này, thì chúng ta copy sau đó sang đây, chúng ta không dán bình thường. Nếu dán bình thường thì chúng ta thấy ngay là các cái nội dung này nó dễ bị vỡ và nó tách ra, và chúng ta lại mất công định dạng lại. Chúng ta nhìn đây là những cái công thức nó lại không đúng vào cái vị trí mà chúng ta đang cần mong muốn. Vậy thì rất là khó khăn trong quá trình chúng ta lại phải liên kết các cái đối tượng với nhau. Thì các thầy cô làm như sau, chúng ta sẽ đảm bảo là được nguyên cả mảng của nó. Các thầy cô vào Edit,
vào Paid Special. Sau đó ở đây nó chúng ta chọn dòng thứ hai, tức là một đối tượng hút. Ok. Như vậy chúng ta thấy là ở đây nó giữ nguyên mọi định dạng trên hút. Chúng ta có thể làm cho to ra. Cho to ra. Và một cái điều rất hay nữa ở trong cách này, đó là chúng ta đây nó nằm cái ảnh. Ảnh nhưng nó không phải là ảnh chết mà là ảnh sống. Chúng ta khi nháy nút vào đây thì chúng ta hoàn toàn vào đây chúng ta có thể sửa chữa như trên Word. Đấy, sửa chữa như trên Word, chúng ta có thể thực hiện mọi thao tác trên Word, ví dụ từ đổi màu. Có thể sửa công thức. Ví dụ tôi cộng 5 vào đây. Cộng thêm 5 nhỉ, tôi nghĩ ví dụ vậy. Thì như vậy là chúng ta đã thêm được cộng 5 vào cái biểu thức cần tìm. Chữ ở đây, ta nhấn nút vào đây thì ta có thể làm mọi thao tác như trên Word bình thường. Như vậy đây là một cái tính năng rất là hay mà các thầy cô cũng nên sử dụng. Chúc các thầy cô có những bài PowerPoint siêu tốc hiệu quả trong thời đại Covid hiện nay.